Liệu thuật toán ICE Network sẽ tạo ra một kỳ lân mới? Xin chào cộng đồng CryptoLickVN. Trong số trước, chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về dự án ICE Network. Mặc dù sinh sau đẻ muộn trong lĩnh vực đào coin bằng điện thoại, tuy nhiên ICE Network đã tạo ra tiếng vang rất lớn trong ngành crypto, thu hút gần 1 triệu lượt người dùng chỉ trong thời gian rất ngắn. Cơ chế halving, hay còn gọi là cơ chế chia đôi phần thưởng khối, cũng tạo nên độ hot của nền tảng này. Hiện nay tốc độ đào của ICE đã được chia đôi 2 lần và tỷ lệ đào đang giảm khá nhanh, khiến ICE Coin trở nên hấp dẫn hơn trong mắt cộng đồng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hai khía cạnh được quan tâm nhất đối với nền tảng ICE Coin. 1. Ai sẽ là người có thể triển khai được ICE Coin? Và 2. Thuật toán của ICE Coin sẽ chia phần thưởng khối như thế nào? Khi hiểu được hai yếu tố này, các Snowman có thể sẽ đào được nhiều ICE Coin sớm nhất có thể. Phần 1. Những ai có thể trở thành Snowman? Trong nền tảng ICE Network, có hai vai trò mà bạn có thể tham gia, đó là người dùng thường, còn gọi là Snowman, và các đại sứ Ambassador, tức là những leader có thể tuyển được từ 100 rep trở lên trong đội ngũ của mình. Đối với Snowman, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người dùng của nền tảng này. Cho dù bạn đến từ bất kỳ nơi đâu trên thế giới, chỉ cần sở hữu thiết bị Android hoặc iOS thì bạn đều có thể tham gia ICE Network và đào ICE Coin. Hiện tại, ứng dụng sẽ cho phép người dùng đào ra ICE Coin trước. Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn 1. Để có thể lấy được ICE Coin về Mainnet, người dùng sẽ phải đi vào giai đoạn 2 của dự án và chắc chắn là người dùng phải KYC tài khoản của mình để hạn chế các bot gian lận. Quá trình xác minh KYC yêu cầu người dùng phải có căn cước công dân tại thời điểm đi vào giai đoạn 2. Nếu bạn chưa có căn cước công dân hợp lệ, bạn vẫn có thể đào ICE và nhận coin khi đã có căn cước công dân sau này. Như vậy, chỉ cần bạn là người thật, không sử dụng bot để gian lận, sở hữu điện thoại thông minh là bạn đã đủ tiêu chuẩn để tham gia vào dự án ICE Network và bắt đầu đào đồng ICE. Để có thể bắt đầu, hãy tải ứng dụng về điện thoại bằng đường link mà chúng tôi sẽ để bên dưới của video này. Phần 2. Chu kỳ halving của ICE Network. Như các dự án cho phép đào coin hiện tại, ICE Network cũng sở hữu cơ chế halving, tức là nguyên lý chia tốc độ đào của dự án. Điểm nổi trội của ICE Network ở yếu tố này chính là số lượng người tham gia đào của dự án. Khi vừa mới bắt đầu, cơ chế đào của ICE lên tới 16 coin trên giờ, tức là một ngày có thể đào tới 384 coin. Tuy nhiên, đây chỉ là milestone đầu tiên. Khi lượng người dùng đạt 50.000 member, thì ngay lập tức khả năng đào sẽ chỉ còn 8 ICE trên một coin, chia đôi so với tốc độ trước đó. Khi này, một ngày chỉ có thể đào được 192 coin, và cột mốc tiếp theo chính là lúc mạng lưới đạt 250.000 member. Khi này, các Snowman sẽ có thể đào được 4 coin trên 1 giờ, tức 96 coin trên 1 ngày. Và hiện nay, mạng lưới đang dừng lại ở cột mốc này. Trước khi vượt mốc 1 triệu người dùng đầu tiên, bắt đầu từ cột mốc 10 triệu người dùng, cứ mỗi lần số lượng member tăng gấp đôi thì tốc độ đào sẽ giảm một nửa, cho đến khi nền tảng vượt 100 triệu người dùng. Khi này, nền tảng chỉ còn đào được 0.015625 ICE trên giờ, tức là chỉ còn 0.37 ICE trên 1 ngày. Phần 3. Tham gia sớm để tối ưu tốc độ đào. Chỉ trong vòng 2 tuần đầu tiên, ICE đã thu hút gần 1 triệu lượt đăng ký, tạo ra một kỷ lục mới trong ngành đào coin bằng điện thoại, và tốc độ đào coin cũng đang giảm đi rõ rệt. Điều này là do dự án đang ghi nhận có rất nhiều tài khoản được tạo mới rất nhanh. Khi lượng người dùng tăng mạnh, các cột mốc được chinh phục thì tỷ lệ đào cũng sẽ giảm rất nhanh. Điều này cũng tạo ra cơ hội lớn cho người dùng nắm bắt được thông tin sớm. Trên thực tế thì khi tham gia đào càng sớm, khả năng sẽ khai thác được nhiều coin hơn. Xem như các Snowman trong giai đoạn này chính là các nhà tiên phong của một dự án, hứa hẹn một cơ hội rất lớn trong tương lai. Bên cạnh đó, còn rất nhiều tip khác nữa sẽ giúp các Snowman đào được nhiều coin nhất có thể. Trong những video tiếp theo, CryptoLickVN sẽ tiếp tục phân tích chuyên sâu hơn về cách tính toán tổng lượng cung thực tế của ICE Coin, các vai trò mà người dùng có thể đạt được và liệu chúng ta cần làm gì để có thể tối ưu khả năng đào ra ICE Coin. Xin mời cộng đồng tiếp tục theo dõi trong các video sau. Bạn đã đào được bao nhiêu ICE rồi? Hãy để lại comment của mình để trao đổi với cộng đồng CryptoLickVN. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy subscribe, like, share để ủng hộ và tạo thêm động lực mới cho chúng tôi thực hiện video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.